Thưa quý vị, bông súng mắm kho, một đặc sản của miền sông nước Tây Nam Bộ, là sản vật mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này để làm nên nét văn hóa riêng của các vùng miền trên cả nước. Nói đến mắm kho bông súng thì địa xanh chúng ta nên nhắc tới là đồng tháp. Bông súng nhổ về để nguyên cọng, rửa sạch tước vỏ bên ngoài, ngắt mỗi cọng độ dài chừng hai găng tay để trong rổ cho ráo nước. Mắm kho phải làm mắm cá sặc đồng, đựng trong hũ mắm bằng sành, trên gài nhánh cây ổi tươi có lót mò cao, dỡ ra có màu đỏ thẫm thơm lừng mới ngon mắm lấy ra cho vào trong nồi nấu xâm sấp nước rồi lược bỏ xác khi nồi mắm sôi người nấu phải lược bỏ xương lấy nước nước đầu để riêng nước nhì nước ba bắc nồi nấu lại thêm muối bột ngọt da giảm thêm ít ớt sả. hai loại gia vị không thể thiếu khi kho mắm nồi mắm kho càng thơm ngon đậm đà hương vị khi có thịt ba dọi hay còn gọi là thịt ba chỉ đi kèm khi nồi mắm sôi chút mắm nước nhất vào cho sôi bùng hớt bọt rồi nhắc xuống cái giòn giòn của bông súng, mùi thơm của mắm, beo béo của thịt ba dọi, giòn giòn, ngọt ngọt của tép đồng và mùi the the của xả, cay cay của ớt làm thành một món ăn dân dã, bình dân mặt tuyệt vời. Món ăn đơn sơ, ít tốn kém, ai nấu cũng được, vừa bổ vừa ngon và đậm đà hương gió đồng nội.